Thưa bà con, thì chúng ta biết là trong đất của chúng ta đó, nó gồm có hai cái thành phần. Một là cái cơ bản là đất, mà trong cái đất đó, nó gồm có thành phần sét, thành phần bột và thành phần cát. Nhưng mà đất ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thành phần sét là chính. Mà trong sét đó, nó không có đạm, nó không có lân, có chút ít kali nhưng mà rất là khó tiêu nha. Bây giờ rồi bên cạnh đó thì có một cái thành phần chúng ta gọi là chất hữu cơ, đó là gồm có là lá cây rồi rễ cây thân cây nó mục ra, nó tạo ra cái chất hữu cơ cho đất. Và cái chất hữu cơ này chính là cái nền tảng của cái sự phì nhiêu của đất. Nếu đất của mình mà chỉ có sét không á thì cây, như tiến sĩ Chiến mới nói đó, là cây nó không có sử dụng được bao nhiêu hết, mà nó còn gây hại nữa. Còn ngược lại, nếu mà bên thành phần sét đó mà chúng ta có thêm cả cái chất hữu cơ nữa thì nó sẽ giúp cho cái đất có trở nên phì nhiêu hơn, và cây nó thích hợp cho cây nó phát triển và nó cho năng suất. Do đó là chúng ta cần phải bón phân hữu cơ cho đất trồng cây của chúng ta. Ở đất ruộng á, thì bà con thấy là không cần, tại vì mỗi năm vậy là ruộng chúng ta để lại là rơm, rồi để lại là gốc rạ, rồi để là bộ rễ của cái vụ lúa trước, nó là cả thải là gần 10 tấn cho một hecta, nghĩa là lượng rất là lớn. Thành ra là trong đất trồng lúa mình không có nói tới bón phân hữu cơ là vậy. Nhưng mà ở trên trồng cây trồng cạn của mình á, lá cây á rất ít, rụng xuống rất ít. Chúng ta có bao giờ mà sau khi hái trái rồi chúng ta đốn cả cây rễ chúng ta dùi xuống không? Không. Như vậy là một năm có một lượng lá cây rất ít. Nếu mà những cái vườn nào để cỏ rồi phát cỏ xuống nó còn đỡ. Còn nếu mà những bà con nào mà làm càng sạch đất chừng nào á thì đất nó càng không thích hợp cho cây trồng chừng đó. Không. Do đó là có những phần lớn là đất là chúng ta phải bón thêm phân hữu cơ vào. Mà phân hữu cơ á, chúng ta bón phân hữu cơ gì? Đó là những cái đồ mà chúng ta ủ cho nó mục ra. Thí dụ ngay cả phân bò, phân heo, phân dê mà chúng ta trộn chung với rơm, chúng ta ủ cho nó mục ra, rã tơi ra, chúng ta đem bón. Như vậy đó là cái phân cần thiết cho cây trồng. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta đem cái phân bò còn tươi đem vô chúng ta bón cho cây, nó có hại cho cây chứ nó không có lợi. Thành ra do đó là phân hữu cơ thì có những cái loại là chúng ta phải ủ mục rồi chúng ta đem chúng ta bón. Nhưng mà có thứ là chúng ta không cần ủ mục và chúng ta đưa vào trong vườn chúng ta cũng được, đó là rơm. Mỗi năm về bắt bà con mình mua rơm tủ lên vườn một lớp cỡ chừng 2 tấc như vậy nè. Còn nếu mà làm 2 lần thì lần tấc thôi nha. Nhưng mà một năm vậy là phải ít ra 2 tấc rơm. 2 tấc rơm đó chúng ta để rồi chúng ta tưới nước cho nó, rồi chúng ta tưới cái Trichoderma lên, nó sẽ phân hủy cái rơm này. Và sau khi nó phân hủy rồi đó thì cái rơm nó chuyển thành ra phân hữu cơ mục. Chúng ta sau 1 tháng thì chúng ta nắm cái rơm đó, chúng ta giật nó đứt ra hết. Đó là do cái con Trichoderma nó ăn cái rơm để mà nó tạo thành ra chất hữu cơ cho đất. Chúng ta có thể là kéo cái lục bình lên, ở những ven sông mà có lục bình nhiều chúng ta kéo lên chúng ta tủ. Nhưng mà nhớ là hãy tủ á thì tránh cái gốc cây, đừng có cho lục bình hoặc là rơm nó đụng vô trong gốc cây, tránh ra khoảng 2 tấc. Lý do là sao? Tại vì trên rơm, trên lục bình nó cũng có cái mầm bệnh. Nếu mà mình để đụng vào gốc cây thì cái mầm bệnh đó nó bò vào gốc cây, nó gây hại cây của mình. Cho nên mình tránh nó ra. Rồi mình làm như vậy thì dần dần đất của mình mỗi năm đều có chất hữu cơ cung cấp cho đất.